B là mày sáng nè. Hello. À, B đang coi gì đó? Nha. Hả? Hay không? Đâu con mở cái hạt, mở dạ. Mở hả, tại sao vậy? Không biết hả? Chưa biết là gì? Ồ. Nào con, nãy con mở lại cái con mà địch thú đi. Ừ. Nãy cái con nào địch thú coi chừng đúng cái mặt bây giờ. Đi đáy hả? Đi pipi, pipi. Pipi hết con. Hả? Con muốn gì nói. Con lấy gì? Hả? Con muốn ăn gì? À, xúc xích đó hả? Xúc xích phải không? Ờ, không bà sao gái bà sao lấy. Đổi chỗ. Nè, merci đi vào sao cha. Merci. Nói đi, merci, merci. Đi tắm ý, đi bây giờ đi thay đồ đi học là ba về rồi kìa. Đi học, bà sao chở đi bữa nay. Đó, bà ba về kìa. Kìa ba về nè. Nghĩa đang ngồi nắm tay xá lợi. Xúc xích. Nó nói tiếng xúc xích sao đâu có hiểu rồi. Vậy. Cô giáo cho cú mày về quá. Giờ mày học với con mày luôn. Con gặp bà Tằng Trường luôn hả? Dạ. Bà đón con trước luôn hả? Vậy. Dạy mà, coi chỉ thêm. Nè, học mấy hành động này nè. Rồi. Từ trang 31 tới trang 36. Ê, bà bắt nó học á hả? Quy tới thứ hai á. Nó nói học sao mà tới thứ hai. Ví dụ như bà kêu giống như dơ con là phải làm gì, là phải làm theo. Nè, học đi. Theo luôn á. Trời. Đem lên copy để trên tiệm á, ngồi rảnh coi. Sao nghĩ sao sao cái này để cho Quỳnh Nga học thì có. Thì sao nói Quỳnh Nga đó. Vậy. Chứ sao đâu nó còn đâu. À. Rồi, đây để kệ nó cãi. Ủa cái ca. Cái ca gì cơ? Ca nó không đi à? Ủa nó ở đây hả? Đi, trời ơi, nó đi mà. Điểm mà. À, tao tưởng nó đi học rồi đó. Ôi trời. Bỏ tay hả? Mới nó đem lại cái ca. Công chúa giờ này còn ngủ làm sao rồi đây? Trời ơi, có đi không vậy? Tôi sẽ sẵn xong hết rồi nha, cho 15 phút thôi đó. Vậy 15 phút nha, trải rồi, để má mày trả anh hai đi đăng ký giấy tờ trước ạ. Gì, mấy giờ? Không, mấy giờ đăng ký tới mấy giờ? 9 tới 10 giờ lận. Không đăng ký thì mai đăng ký. Chết tay nào. Sao anh nói là có mai thứ bảy. Sao anh nói nó có lúc đăng ký thôi chứ không lúc nào đăng ký được. Thì đúng rồi, 9 giờ tới 10 giờ bữa nay được mai. Nhưng mà hết. Em mai thứ bảy ai đăng ký cho con? Không, con nói. Cô Dâm. Để ra. Chết rồi, tôi thấy hết rồi. Đâu, chưa biết mắc cỡ. Tôi thấy hết rồi. Nãy nó mở cái hoạt hình con heo đây vậy, địch tới nó ngồi thúi. Nghĩ sao cái
cái vườn này mặc giờ tập luôn. Ừ. Nè, mày để hút vừa hút đã. Con lận lại, lận lại. Hút cái là cái rộn nữa rồi nè. Anh cho đá gì vậy? Đá cho. À. Đá bảo. Tính là, tính là. Hồi nãy sao mở đá con nó ủa sao sáo trên nồi sao kéo cái gì mà âm. Anh ấy muốn chồng làm cái gì á, nó làm thì làm, nó không ngon không ngon cũng đừng chê, chê là nó không làm. Chơi là khờ, chê là khó làm sao. Vô gõ cửa cho dì Miska, đi nhanh lên. Ủa sao? À, tiền sữa của Miska với Philip có tiền của Canada không? Có ngoài, chứ ngoài Quebec ra có chứ, Canada nó cho nhiều hơn Quebec. Rồi, cái đăng ký đâu cái này nó mặc quần đục lắm à, lấy cái quần khác đi. Không mệt luôn sao cũng biết sao làm hình xe nó tự động nó cho ta. Tại sao Mika, tại sao xanh Mika đây xanh clip ở đây nên tự động cho đúng rồi. Không phải giống như hồi xưa đúng sao? Rồi thì ý sao nói vô bệnh viện sao sao rồi cái nó